Truyền hình trực tiếp. Mời bà con vào để xem khinh khí cầu tổ chức tại Phương Tuyên Quang. Em chào anh Hải nhá. Anh Hải ra đi. Anh Hải ơi, lễ hội khinh khí cầu khai mạc từ sáng sớm nay cho đến hết ngày mùng 4 tháng 4 anh ạ. Tranh thủ bay ra Tuyên Quang đi. Anh bay ra đây, bay ra Nội Bài em xuống em đón. Đó, những chiếc khinh khí cầu đang được khởi động để bay lên. Chúng ta có thể đến gần để mục sở thị khi khinh khí cầu bay lên. Đây là mấy diễn viên của đoàn Vietjet. Quảng trường Nguyễn Tất Thành, thành phố Tuyên Quang lúc này thì là rất là đông vui nhộn nhịp. Đây là tháng du lịch Tuyên Quang. Mời bà con cô bác khắp các vùng miền của đất nước trở về Tuyên Quang để du lịch xứ Tuyên. Chiếc khinh khí cầu này sau khi lên và đã hạ xuống để cho mấy vị khách xuống. Giá vé của dịch vụ bay khinh khí cầu tại bay treo tại chỗ là 150.000 một vé và bay quanh thành phố là 4,5 triệu một vé. Chiều nay thì là vé đã bán hết rồi, không ai bay được chiều nay nữa bởi vì là vẫn còn nhiều người có vé nhưng chưa bay được, chắc là phải là sang ngày mai. Lễ hội khinh khí cầu năm nay là có thể đây là lần đầu tiên Tuyên Quang tổ chức lễ hội khinh khí cầu, có nghĩa là có 20 nước tham gia. Chào nhá. Thì ngoan quá, con bay chưa, đã bay chưa? Không bay à? Em chào chị thêm nhá. Chúng ta đến gần một tí xem quá trình khởi động những vị khách chuẩn bị bay lên. Đây có rất nhiều khách có vé nhưng mà chưa được bay. Chào cháu Nam.
vui. Tuyên Quang đang khởi động tháng du lịch Tuyên Quang. Đấy, có cả Tôn Ngộ Không nữa kia. Em chào bác Ngọ nhá. Bác Hồng lên Tuyên Quang chơi buổi đi. Rất vui, rất vui. Chào mọi người nhá. Muốn bay quá mà chưa được bay. Kết thúc clip ở đây. Chào mọi người nhá. Hẹn gặp lại ở clip sau.